Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Ocean Park Hương Yên, ối rồi ôi Ngày 16 tháng 11 trên trang Facebook cá nhân của nhà báo Thanh Hằng có một bài viết về khu Ocean Park ở Hương Yên Thời báo chấm đê giới thiệu bài viết này đến quý khán thính giả nội dung như sau Hình ảnh status của nhà báo Thanh Hằng Nghe mọi người tả về khu Ocean Park ở Hương Yên đẹp như tay, và sang chảnh kèm các bức ảnh lung linh sắc màu anh chị em tôi rủ nhau đi một chuyến vì chưa biết đầu cua tay nheo ra sao nên alo về đặt phòng ở trung tâm và là nơi được giới thiệu là có một đội bóng lớn từng ở hảo hà háo hức xe đến khu phố xanh đỏ tím vàng rất bắt mắt có kênh đào soi bóng hai khu phố tây nên cả nhà rất chi là thích nơi thuê phòng là căn nhà mặt phố cách một nhà là đến kênh Bến thuyền khá nền thơ, nhưng khi nhận phòng thì ai nấy đều sửng sờ vì trời ơi, sự bắt mắt bên ngoài của ngôi nhà nó hoàn toàn trái ngược với bên trong. Thiết kế của ngôi nhà, bần bần, quê quê, 4 năm tầng nhưng không có thang máy, nhiều chỗ trong nhà đã bị ngắm. Tầng 1 là khu chủ lực của nhà nghỉ, kim nhà hàng, nhưng cả bồn cầu và lavabo đều bị tắt, nước dền lên rất kinh nhất là nhận xanh bay ù ù như thần sấm tối đến mới thấy mấy phố tây ở bên kênh đào không phải là nhà nào cũng có người ở mà nhà có người thì hầu hết chỉ sáng đèn ở tầng 1 các tầng trên thì không lượng ra nhiều khu phố khác cũng thế hình ảnh một góc phố tây tại vin ocean park mình thì nghĩ thiết kế thế người mua không dễ xuống tiền ở hay nhà nghỉ khách sạn mà không có thang máy thì cũng khó một điều rất kinh ở đây là ăn sáng, ăn trưa, ăn tối ở các nhà hàng khác nhau và khu phố khác nhau nhưng đều rất lắm nhặn xanh, cứ lao đánh rầm vào các dĩa thức ăn, kể cả rau xanh để chơi ú tim. Dù thấy có người vệ sinh cọ rửa nền sân chung, còn không gian thì nhìn có vẻ sạch. Khiếp lắm luôn vì ai cũng biết nhặn thường xuất hiện ở chỗ bẩn thiểu có phân hay có xác súc vật. Vé vào biển nhân tạo thì vào một lần cũng bằng vé tháng là 100 000 một người, nên hơi lạ. Lạ nữa là chia vé qua cổng dù đã có camera rồi, nhưng nhân viên bảo vệ vẫn chụp ảnh từng người, không hiểu để làm gì các cụ ạ. À. Nếu đoàn có vài trăm người thì cũng chụp như thế ư. Ừ. Đồ ăn thì rất chán, hầu như do các gia đình thuê nhà của chủ đầu tư để kinh doanh tự nấu, chứ không có đầu bếp chuyên nghiệp. Nói chung chỉ là một điểm vui chơi nhiều màu sắc xanh đỏ tím vàng bề ngoài, lung linh đèn màu vào buổi tối, chụp ảnh vui vui để cúng face thôi, chứ để thưởng thức đúng nghĩa thì ối rồi ôi lắm. Hình ảnh biển nhân tạo ở Ocean Park Hưng Yên trên trang Vin Wonders. Được biết Ocean Park Hưng Yên là một dự án thuộc tập đoàn Vingroup tọa lạc ở huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Trên trang Vin Wonders, nơi đây được quảng cáo là có hoạt động vui chơi giải trí có những khu vui chơi được miêu tả cực kỳ hấp dẫn như hồ nước mặn ngoài trời bể tạo sóng nhân tạo tạo cảm giác sóng biển rì rào với hoạt động chèo thuyền tắm biển bơi lội khu giải trí ẩm thực và mua sắm rộng lớn bậc nhất nằm ở ngoại thành hà nội với những khung cảnh đậm chất á âu những dãy phố mang phong cách châu âu cổ điển rực rỡ sắc màu dòng kênh đào yên ả Quảng trường kinh đô ánh sáng mang đậm dấu ấn của một Paris hoa lệ, phồn thịnh. Phố đi bộ không ngủ, tấp nập cả ngày lẫn đêm với nhiều nhà hàng, cà phê, khu mua sắm, sầm uất, những nếp nhà cổ mang nét đặc trưng của Hàn Quốc. Khu vui chơi trẻ em với hàng loạt trò chơi hấp dẫn giúp các bé linh hoạt, năng động và tự tin hơn. Tuy nhiên, tất cả sự sang trọng và hào nhoáng này đều chỉ là quảng cáo của Vingroup. Còn thực tế thì như trải nghiệm của nhà báo Thanh Hằng và rất nhiều ý kiến đồng tình trong bình luận dưới bài đăng. Giám đốc Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) lên án việc giam cầm nhà báo Phạm Chí Dũng. Ngày 16 tháng 11, VOA tiếng Việt có bài: Giám đốc Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) tuyên bố ủng hộ nhà báo Phạm Chí Dũng. Theo đó, lãnh đạo cao nhất của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA vừa ra tuyên bố ủng hộ nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng, một cộng tác viên của Đài, đồng thời lên án việc chính quyền Việt Nam giam cầm ông suốt gần 5 năm qua. Hình ảnh bài trên VOA. VOA dẫn lời ông Mike Abramovich, giám đốc VOA, nêu rõ trong một tuyên bố chính thức, VOA sát cánh cùng ông Phạm Chí Dũng, nhà báo Việt Nam, và cộng tác viên của VOA và lên tiếng về việc giam cầm ông đầy bất công chỉ vì ông thực hiện quyền tự do ngôn luận. VOA cho hay, ông Phạm Chí Dũng bị chính quyền Việt Nam bắt giam năm 2019 và đang thụ án 15 năm tù vì các bài viết của ông. Trong đó, có các bài gửi cho VOA tiếng Việt và vai trò của ông trong Hội Nhà báo độc lập Việt Nam. Tuyên bố của nhà lãnh đạo VOA được đưa ra sau kết luận hồi tháng trước của nhóm công tác của Liên Hợp Quốc về giam giữ tùy tiện, trong đó xác định rằng ông Dũng bị giam cầm bất hợp pháp vì thực hiện quyền tự do ngôn luận. Ngoài ra, nhóm công tác này cũng kêu gọi trả tự do cho ông. VOA cũng cho hay ông Michael Aramovic, một nhà báo kỳ cựu và cựu chủ tịch của tổ chức phi chính phủ Freedom House, đã chính thức được bổ nhiệm làm giám đốc của VOA sau buổi lễ tuyên thệ được tổ chức tại trụ sở của cơ quan truyền thông thuộc chính phủ Hoa Kỳ ở thủ đô Washington vào tháng 6 năm 2024. Kể từ khi nhậm chức đến nay, ông Aramovic luôn nỗ lực vận động và kêu gọi trả tự do cho các nhà báo của VOA bị cầm tù và nhấn mạnh tầm quan trọng cũng như sức mạnh của tự do báo chí. VOA cũng cho biết, ông Dũng sáng lập Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam hồi năm 2014. Đến ngày 21 tháng 11 năm 2019, ông bị nhà chức trách ở Sài Gòn bắt giam vì những bài viết mà ông chỉ trích tình trạng nhân quyền và tệ nạn tham nhũng của quan chức chính phủ. Hình ảnh nhà báo Phạm Chí Dũng VOA dẫn lời của bà Annie Nguyễn ở Hà Lan, một thành viên của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, phân tích Việc anh Dũng bị bắt có 3 lý do chính. Các bài viết của anh đụng chạm đến rất nhiều người, nhiều tầng lớp. Trong đó có những bài anh ấy gửi cho VOA. Anh là chủ tịch của một hội nhà báo, một hội nghề nghiệp, trong khi Việt Nam không đồng ý cho tự do thành lập hội. Đó là điều khiến chính quyền Việt Nam không hài lòng. Sự trả thù của chính phủ Việt Nam đối với anh Dũng sau khi anh viết thư cho Liên hiệp châu Âu trước khi EU và Việt Nam phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do EVFTA. VOA dẫn nhận xét của nhà báo Lê Trung Khoa, chủ bút trang thời báo chấm D ở Đức nhận định rằng anh Dũng có những bài bình luận rất sắc sảo với những dẫn chứng rất cụ thể, thuyết phục trên báo chí tự do như Đại Tiếng Nói Hoa Kỳ. Anh có lối phân tích rất tốt về Hiệp định Thương mại Tự do giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam trước khi bị bắt. Nhà cầm quyền Việt Nam dĩ nhiên là không muốn những điều đó được phơi bày trên trang công luận quốc tế, cho nên họ đã có những hành động trả thù và giam giữ anh một cách tùy tiện, với một bản án rất nặng và rất dài như vậy. Theo VOA, vụ bắt giữ ông Dũng diễn ra ngay sau khi ông đưa ra kiến nghị vào ngày 10 tháng 11 năm 2019. Trong kiến nghị này, với tư cách là chủ tịch hội nhà báo độc lập, Ông Dũng kêu gọi các nhà lãnh đạo EU hoãn phê chuẩn hiệp định này cho đến khi Việt Nam cải thiện tình hình tự do báo chí và nhân quyền. Ngày 5 tháng 1 năm 2021, ông Dũng bị kết án 15 năm tù và 3 năm quản chế với tội danh tuyên truyền chống nhà nước theo điều 117 Bộ luật hình sự. Trước đó, vào năm 2012, ông cũng bị bắt với tội danh tương tự và bị giam tùy tiện trong 6 tháng mà không được xét xử quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời Báo .d với bản tin giám đốc đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA lên án việc giam cầm nhà báo Phạm Chí Dũng. quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời Báo .d để được cập nhật những bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất.